Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Ngày 5 tháng 1, Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Ảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội ngày càng khó lường. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện mà trực tiếp là sự lãnh đạo điều hành của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, sự phối kết hợp chặt chẽ của mặt trận, các đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân thị trấn, tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong năm, Ban chỉ huy quân sự thị trấn thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng rộng khắp, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân đảm bảo quân đạt 100% kế hoạch huyện giao. Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn đã hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có 3 thanh niên tham gia nhập ngũ. Công tác dân vận được thực hiện tốt, giúp dân được 210 ngày công di chuyển chợ và giải phóng mặt bằng. Công tác an ninh trật tự đảm bảo, công an thị trấn đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với công an huyện xử lý 30 vụ, 32 đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy và các vi phạm khác. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức về xây dựng phong trào và được lồng ghép với các nội dung khác ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, thị trấn Mường Ảng tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thị trấn đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2020. Trong năm 2020, huyện đã tăng cường công tác điều hành ngân sách, tập trung đôn đốc, rà soát điều chỉnh hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền, điều chỉnh kế hoạch vốn đã phân bổ để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán, chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch về thu ngân sách trên địa bàn. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi ngân sách, tập trung thực hiện quyết toán và công khai quyết toán ngân sách nhà nước, đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành. Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm và các nhiệm vụ chi cấp bách theo yêu cầu. Đồng thời báo cáo tỉnh bổ sung ngân sách để đảm bảo nguồn lực cho thực hiện các chính sách mới ban hành và đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, huyện Mường Ảng có trên 13.990 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 31,6%. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, huyện đã tổ chức ký cam kết công tác bảo vệ, huy động lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, trồng mới 56 ha rừng phòng hộ thay thế, đạt 185,6% kế hoạch. Chỉ đạo các xã thực hiện tốt việc chăm sóc rừng trồng chuyển tiếp từ các năm trước, khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng trên 1.000 ha rừng. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, kiểm soát tình hình đốt nương, làm rẫy, kịp thời xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng và lâm sản. Ngay từ đầu mùa khô năm nay, huyện Mường Ảng tăng cường chỉ đạo các địa phương trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ rừng. Trong đó, chủ động triển khai phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống cháy rừng. Căn cứ vào tình hình thực tế, huyện phân vùng trọng điểm để có các phương án phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Theo đó, huyện đã và đang tăng cường nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên diện tích gần 14.000 ha, tăng cường kiểm tra, chủ động theo dõi diễn biến, dự báo cháy rừng, lên phương án tổ chức triển khai phòng cháy chữa cháy rừng dựa trên nguyên tắc phòng là chính, chữa cháy kịp thời, triệt để với phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời thực hiện việc tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các tình trạng khai thác tài nguyên rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng. Chỉ đạo các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ở mỗi khu rừng bố trí các trạm canh gác cửa rừng, tổ chức làm mới, phát dọn đường băng cản lửa, xây dựng chòi canh kiên cố ở các khu rừng trọng điểm, thông tin kịp thời nhằm huy động lực lượng và phối hợp chữa cháy kịp thời.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội và tập thể cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Ảng đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, xung kích trên mặt trận nhân đạo, đưa công tác xây dựng hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện nhà đạt những kết quả đáng trân trọng và tự hào. Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, yêu thương con người của dân tộc, đồng thời làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác nhân đạo từ thiện. Tổ chức của hội, nhất là cấp cơ sở, được phát triển sâu rộng, số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên được nâng lên. Hàng năm, hội đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở hội triển khai thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Các cấp hội đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân với tấm lòng hảo tâm, ủng hộ giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, cộng đồng các dân tộc trong huyện đẩy mạnh phong trào từ thiện nhân đạo, đoàn kết gắn bó giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện Mường Ảng đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để giúp đỡ các gia đình hội viên nông dân phát triển kinh tế, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây, con giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi, Hội Nông dân huyện còn chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua trong hội như phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thành lập các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm để hội viên có thể tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân xã Mường Đăng đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách địa phương hàng năm, quyết định các vấn đề xây dựng chính quyền địa phương, thông qua đề án thực hiện các chương trình hành động xây dựng nông thôn mới, giao đất, giao rừng, trồng rừng, sắp xếp sáp nhập các bản trên địa bàn xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành 105 nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã đã đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nội dung nghị quyết tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy Đảng, phù hợp với chính sách của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của địa phương. Những vấn đề được Hội đồng Nhân dân quyết định có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh để tạo nên bước phát triển mới về kinh tế xã hội của xã, góp phần giữ vững ổn định chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, những năm qua, Công an xã Ngùi Cái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, những năm qua, lực lượng Công an xã Ngùi Cái đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám nắm địa bàn, thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước những thủ đoạn của các loại tội phạm, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết kịp thời hiệu quả những bức xúc mâu thuẫn trong nhân dân, đồng thời củng cố duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ an ninh nhân dân, tích cực phát huy vai trò của các trưởng bản, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ, thực hiện tốt hương ước, quy ước của bản. Do làm tốt công tác nắm bám địa bàn nên trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, tạo môi trường bình yên cho nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để chủ động phòng chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, ngay từ cuối vụ mùa, huyện Mường Ảng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo ngành chuyên môn, các xã thị trấn tập trung tuyên truyền về phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất cho người dân. Theo dự báo, vụ đông xuân năm 2020-2021, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông có xu hướng thấp hơn so với những năm qua. Do đó, đối với lĩnh vực trồng trọt, khi thời tiết thuận lợi, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, giống, gieo trồng đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện theo đúng khung thời vụ, khuyến cáo không sử dụng các giống cây trồng ngoài cơ cấu, giống dễ bị nhiễm sâu bệnh. Đối với cây lúa, cần chủ động điều tiết nước vào lúc 3 đến 4 giờ chiều, tháo nước vào ruộng ngập 2/3 chiều cao thân cây lúa,
giữ nước trong ruộng đến khoảng 9 đến 10 giờ ngày hôm sau mới tháo nước đi để phơi ruộng, điều tiết nước cho đến hết đợt rét. Rắc bổ sung phân chuồng hoại mục, trộn lẫn cho bếp hoặc dùng phân vô cơ. Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, chỉ đạo hướng dẫn nông dân không gieo trồng trong những ngày giá rét khi nhiệt độ thấp dưới 15 độ C. Đối với cây màu, tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ. Những ngày có sương muối, giá bút, cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương. Tích cực chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng. Đối với cây cà phê, cần tăng cường các biện pháp chăm sóc như tỉa bỏ các cành sâu bệnh hại, tạo tán cân đối, thông thoáng để cây cà phê phục hồi và phát triển tốt sau thời gian thu hoạch. Đồng thời thu gom các tàn dư thực vật trên vườn để tiêu hủy. Khi nền nhiệt độ dưới 15 độ C, trừ việc tưới nước lên lá để chống rét và giữ ẩm, không tác động bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào đến cây cà phê như tỉa cành, xới sáo, bón phân, không phun phân bón lá hay thuốc kích thích sinh trưởng. Ông Kiều Xuân Hoàng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết. Phòng đã kết hợp là chỉ đạo cán bộ chuyên môn, rồi phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng như là ủy ban các xã, tăng cường xuống các cái cơ sở cũng các hộ dân, chỉ đạo các hộ dân, hướng dẫn các hộ dân trong cái công tác mà phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Thì đến nay thì qua cái công tác theo dõi và chỉ đạo thì đến nay thì cơ bản là các hộ dân trên địa bàn toàn huyện về cái công tác phòng chống rét cho vật nuôi là chính, thì là cơ bản các hộ dân đã thực hiện đảm bảo theo đúng các cái hướng dẫn mà các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo cũng như là đã ban hành các văn bản. Thế hiện nay thì đối với trên cây lúa vụ đông xuân năm 2020-2021 thì đến nay thì cơ bản là cái diện tích gieo cấy là đã đạt trên 80%. Thì về đối với công tác phòng chống rét cho cây lúa thì hiện nay các bà con nông dân cũng đang thực hiện gấp rút các cái biện pháp mà kỹ thuật mà theo cái hướng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn đề ra. Còn đối với giống vật nuôi thì là tăng cường là chỉ đạo các cái hộ dân là hạn chế cái việc mà cấm thả lông gia súc trên các cái vùng đồi núi cao, đặc biệt vào các cái ngày giờ trời giá rét, và chỉ đạo các hộ dân là tăng cường cái việc mà nuôi nhốt tại nhà và đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi ngay tại nhà, đảm bảo cái việc mà gia súc phát triển đảm bảo ổn định theo cái kế hoạch mà đầu năm huyện đã ban hành. Huyện Mường Ảng hiện có trên 43.800 con gia súc, trên 232.000 con gia cầm. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, huyện chỉ đạo các ngành địa phương vận động người dân thu gom dự trữ thức ăn cho gia súc ngay từ đầu vụ, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý, chế biến để cải thiện giá trị dinh dưỡng của rơm rạ và các sản phẩm nông nghiệp, tận dụng diện tích đất trống xung quanh vườn nhà để trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc trong vụ đông, tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi có khả năng chống rét và phòng chống bệnh tốt, thường xuyên kiểm tra, gia cố, che chắn chuồng trại đảm bảo đủ ấm cho gia súc, thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ, tăng cường công tác tiêu độc khử trùng định kỳ tại khu vực chăn nuôi. Khi thời tiết rét đậm, rét hại, chuồng trại cần được che chắn bằng bạt, bao dứa, tấm ni lông kín chuồng. Nếu nhiệt độ xuống đến 12 độ C kèm mưa, tuyệt đối không thả rông gia súc và tiến hành chăm sóc gia súc tại chuồng, bổ sung thức ăn tinh như cám ngô, gạo, sắn. Với kế hoạch phương án chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi cùng với sự phối hợp từ phía người dân sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì, ổn định sản xuất trên địa bàn. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay, Công an huyện Mường Ảng đã phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Tết Tân Sửu năm 2021 đang đến gần. Đây là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao do thời tiết khô hanh, độ ẩm trong không khí thấp, vật liệu nổ dễ bắt cháy. Thêm vào đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu chợ đang tập trung một khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ Tết. Việc sử dụng lửa, điện trong sinh hoạt và sản xuất gia tăng, do vậy chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây ra cháy. Để hạn chế thấp nhất do cháy nổ gây ra, Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà nghỉ, quán karaoke, những nơi có nguy cơ cao về cháy nổ trên địa bàn. Ngoài việc tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công an huyện còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về công tác phòng chống cháy nổ theo quy định.
Theo đó, tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ trong dịp Tết, đồng thời đưa ra nhiều hình thức khuyến cáo về phòng chống cháy nổ để nhân dân biết và chấp hành, góp phần làm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Để hạn chế thấp nhất do cháy nổ gây ra, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn thì rất cần có sự tham gia tích cực của mỗi người dân. Đặc biệt là đối với các hộ gia đình, cần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng chống cháy nổ như thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy. Tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã vào dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Những năm trở lại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống của chị em phụ nữ đã được cải thiện và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng hiện có trên 7.000 hội viên phụ nữ, trong đó số hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Xác định hỗ trợ phụ nữ là chương trình mũi nhọn giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khai thác các nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến hộ hội viên nghèo, hội viên dân tộc, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Thông qua các phong trào thi đua, chị em phụ nữ ở huyện đã phát huy phẩm chất cần cù, chịu khó lao động, sáng tạo. Họ đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng đã xây dựng nhiều mô hình mới để tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động hội. Để làm được điều đó, hội tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể liên quan để tích cực vận động chị em tham gia các hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Cụ thể là triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do Trung ương hội đề ra. Qua nhiều năm triển khai phong trào này, ngày càng phát triển và thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm, hội tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói nghèo để có hình thức phù hợp giúp chị em thoát nghèo. Qua phân tích, đã thấy một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến đói nghèo là do thiếu kiến thức làm ăn, thiếu đất sản xuất và thiếu vốn sản xuất, chăn nuôi. Trước thực trạng này, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ký kết liên tịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đứng ra tín chấp cho chị em vay vốn xóa đói giảm nghèo. Để chị em sử dụng nguồn vốn trên có hiệu quả, một biện pháp không thể thiếu là hội thành lập ban quản lý vốn. Hội thành lập ban quản lý vốn tại địa phương phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ năng quản lý và sử dụng vốn vay, cách theo dõi và ghi chép sổ sách, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi, kiểm tra thu hồi vốn lãi theo từng chi, tổ phụ nữ để đồng vốn phát huy hiệu quả. Cùng với đó, hàng năm, hội phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, hướng dẫn chị em mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Qua hoạt động vay vốn đã cho thấy được hiệu quả rõ rệt, đa số chị em đã khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế gia đình của mình. Nhiều chị em sau khi được tuyên truyền, học tập đã mạnh dạn đứng ra vay vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn trên, hầu hết các hội viên được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Có thể khẳng định rằng, thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do Hội Phụ nữ phát động trong những năm qua đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn với phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Từ phong trào này, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn luôn được các cấp hội phụ nữ huyện Mường Ảng phát huy, đã có nhiều chị em khó khăn được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Qua đó đã góp phần phát huy vai trò của hội phụ nữ trong đời sống mới, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Từ đó, chị em tha thiết gắn bó với tổ chức hội và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được nâng lên. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Niềm vui những ngôi nhà đại đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Ảng tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi căn nhà đại đoàn kết đã mang lại niềm vui, tạo động lực để người nghèo vươn lên.
Gia đình anh Lý A Báo, bản Chan 1, xã Mường Đăng là một trong những gia đình được nhận bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết. Anh Báo cho biết, trước đây gia đình tôi sống trong ngôi nhà tạm, mưa thì dột, phải lấy son nổi hứng khắp nhà. Còn mùa đông thì gió thổi lạnh buốt. Nhưng từ nay gia đình yên tâm vì đã có nhà mới. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của gia đình và sự giúp đỡ ngày công của dân bản, anh đã làm được nhà mới. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình. Từ giờ tôi yên tâm lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn. Gia đình ông Trá A Sành, bản Thẩm Phẩng, xã Lậm Nịch cũng được nhận nhà đại đoàn kết cùng dịp với gia đình anh Báo. Trong căn nhà mới, ông Sành tâm sự, gia đình khó khăn lại đông con cháu, làm đến đâu ăn tiêu hết đến đấy. Vợ tôi lại hay đau ốm, mỗi lần đi viện là phải bán cả đàn gà. Thậm chí có lần phải bán cả trâu. Nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng tích góp mãi mà không đủ tiền để làm nhà mới. Tôi may mắn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng góp sức ủng hộ ngày công, san nền, lấp đất để hoàn thiện được căn nhà khang trang như thế này. Đây chính là nguồn động viên lớn để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Báo, ông Sình là hai trong 14 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Mường Ảng. Hàng năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo của huyện phát động đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ để giúp người nghèo về nhà ở. Để công tác hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết đúng đối tượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giao Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thẩm định hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo, lập danh sách để hỗ trợ. Các xã thị trấn vận động nhân dân giúp ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà ở, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng và các nguồn hỗ trợ khác, đảm bảo công khai, dân chủ, tránh lãng phí. Xây dựng nhà đại đoàn kết là một trong những chương trình mang tính chất nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, qua đó tạo động lực giúp các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ăn gang quyết tâm cán đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã và nhân dân các dân tộc xã Ăn Gang không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 13 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ở xã Ăn Gang, trước khi triển khai công cuộc xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều thiếu thốn, đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 50,1%, mức thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 6,2 triệu đồng trên một người trên một năm. Qua kết quả rà soát ban đầu, xã chưa đạt được tiêu chí nông thôn mới nào. Xác định khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ăn Gang đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Xã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện tốt các công việc ngay từ khâu rà soát lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xã cũng xác định để thực hiện thành công nông thôn mới thì phải thực hiện tốt khâu tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó mới đoàn kết, chung sức xây dựng. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo. Ông Lò Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ăn Gang chia sẻ. Đối với xây dựng nông thôn mới thì xã cũng đã tập trung vận động nhân dân là thực hiện các cái tiêu chí, không cần nhiều nguồn lực đầu tư từ nhà nước như là tiêu chí môi trường, rồi là vận động nhân dân là hiến đất, góp ngày công để ta góp phần thực hiện các cái dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung tuyên truyền vận động người dân là tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn, rồi là thực hiện có hiệu quả các cái nguồn vốn được cấp trên giao để làm sao từng bước là nâng cao đời sống nhân dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã tác động mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt sau khi triển khai thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Ảng Cang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, phong trào xây dựng bản, gia đình văn hóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, quần chúng phát triển sôi nổi. Xã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỷ lệ người dân ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.
Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, điện lưới, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, bãi xử lý rác thải được quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ Tiêu chí Quốc gia nông thôn mới. Bên cạnh đó, trục đường chính từ huyện đến trung tâm xã đã được cứng hóa 100%. Xã cũng đã thực hiện các công trình khu thể thao xã Hằng Cang, công trình sửa chữa nước sinh hoạt bản Pù Xúa, công trình đường nội bản Hua Nặm, công trình đường nội bản Coi Bánh, công trình đường nội bản Hu Nguống. Ông Lò Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hằng Cang cho biết thêm. Trên địa bàn xã Hằng Cang cũng có bước phát triển, đời sống nhân dân thì được nâng lên. Trong năm thì xã cũng đã tập trung triển khai các cái dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà thầu và giải ngân các nguồn vốn được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thì xã cũng đã triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Rồi là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng thì cơ bản được ổn định giữ vững, xã cũng đã thực hiện thành công kế hoạch chuẩn hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Và tính đến hiện nay thì trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì xã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Đến nay, xã Hằng Cang đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Xã đang phấn đấu cán đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đó cũng là động lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Chính thức tạm dừng các chuyến bay về Việt Nam từ vùng có chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thưa quý thính giả, tại chỉ thị số 01 do Thủ tướng Chính phủ ban hành nêu rõ, tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi ngày có thêm khoảng 600.000 ca mắc mới và khoảng 6.000 người tử vong. Đặc biệt đã xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan mạnh hơn virus SARS-CoV-2 tại 38 quốc gia. Nhiều nước đã phải áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng chống dịch. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ở Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát và nhập cảnh trái phép không được kiểm soát qua đường mòn, lối mở. Trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Triển khai điện từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, biên giới, chỉ đạo tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định. Tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Bộ Ngoại giao chủ trì chỉ đạo thực hiện nghiêm việc rà soát các trường hợp công dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước, bảo đảm đúng đối tượng, lưu ý thực hiện bảo hộ công dân. Tạo điều kiện cho các đối tượng là người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người ra nước ngoài chữa bệnh, người hết hạn visa, hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn học tập về nước. Tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải xác định cụ thể các nước để áp dụng biện pháp này. Trường hợp phát hiện ca mắc bệnh, các bộ, y tế, công an, quốc phòng, ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan phải thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tăng cường điều tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép. Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường điều tra, xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, chống đối, không chấp hành quy định phòng chống dịch. Giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước, trong và sau chuyến bay, chở người nhập cảnh, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không. Trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong phòng chống dịch. Tại chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn,
giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy ở cấp xã, phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.